Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách thứ nhì của Samuel, chương 1. Sau khi Saul thác và David đã thắng dân Amalek trở về rồi, thì ở Siết Lát 2 ngày. Ngày thứ 3, xảy có một người ở dinh Saul trở về, quần áo rách rưới, đầu đóng bụi đến trước mặt David, sấp mình xuống đất mà lại. David hỏi người rằng, người ở đâu đến? Thưa rằng, tôi ở trại quân Israel thoát khỏi. David nói, vậy việc xảy ra sao? Hãy thuật cho ta. Người thưa, dân sự đã trốn khỏi chiến trường và có nhiều người trong họ bị ngã chết. Saul và Jonathan con trai người cũng đều chết nữa. David hỏi người trai trẻ đem tin ấy rằng, làm sao ngươi biết Saul và con trai người đã chết? Người trai trẻ đem tin ấy thưa rằng, tình cờ tôi đi qua núi Gilboa, thấy Saul nương trên cây giáo mình, xe và lính kỵ theo gần kịp người. Người xây lại thấy tôi và gọi tôi. Tôi thưa rằng có tôi đây. Người nói cùng tôi rằng, ngươi là ai? Tôi thưa tôi là dân Amalek. Người bèn tiếp, hãy lại gần giết ta đi, vì ta bị xây sẫm nhưng hãy còn sống. Vậy tôi đến gần và giết người đi, vì tôi biết người bại trận không còn sống được. Đoạn tôi lấy mão triều thiên trên đầu người và vòng vàng nơi cánh tay người mà đem về đây cho chúa tôi. David bèn xé quần áo mình, hết thảy những người đi theo cũng đều làm như vậy. Kế ấy chúng để tang, khóc lóc và nhịn đói cho đến chiều tối vì Saul, vì Jonathan con trai người, vì dân sự của Đức Giê-hô-va và vì nhà Israel, bởi chúng đã bị gươm ngã chết. David hỏi người trai trẻ đem tin này rằng, ngươi ở đâu đến? Người thưa rằng, tôi là con trai của một người ngoại bang, tức con của một người Amalek. David nói rằng, cớ sao ngươi không sợ giơ tay lên giết kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va? Huyết ngươi đổ lại trên đầu ngươi, miệng ngươi đã làm chứng về ngươi, vì ngươi đã nói rằng, chính tôi đã giết đấng chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. Đoạn David gọi một người trai trẻ mà nói rằng, hãy lại gần xông đánh hắn. Người ấy đánh hắn và hắn chết. Bây giờ David làm bài ai ca này về Saul và Jonathan con trai Saul mà truyền dạy cho các con trẻ Giuđa. Ấy là bài ai ca về cung, chép trong sách Kẻ Công Bình. Ôi Israel, kẻ danh vọng của ngươi đã thác trên gò nổng ngươi, nhân sao các kẻ anh hùng này bị ngã chết? Chớ đi tuyên cáo điều đó trong gác, chớ ra truyền sự ấy trong các đường phố Ách-ca-lôn. E các con gái Philistin vui vẻ và các con gái kẻ không chịu cắt bì mừng rỡ chăng? Hỡi núi Gilboa, nguyện sương mắt và mưa chẳng sa xuống trên ngươi, và chẳng có đồng ruộng sinh sản vật dùng làm của lễ đầu mùa. Vì tại nơi đó, cái khiên của anh hùng bị nhơ nhuốc, tức là cái khiên của Saul, nó sẽ chẳng hề được sức dầu nữa. Cây cung của Jonathan chẳng hề trở về mà không dính đầy huyết kẻ chết và mỡ của người dõng sĩ. Cây gươm của Saul không hề trở về mà không vinh quang. Khi còn sống, Saul và Jonathan yêu nhau đẹp nhau, lúc chết chẳng bị lìa khỏi nhau. Hai người vốn lẹ hơn chim ưng, mạnh hơn con sư tử. Hỡi con gái Israel, hãy khóc về Saul, người đã mặc cho các ngươi áo sống màu đỏ điều xa xí, trau dồi áo sống các ngươi bằng đồ vàng. Cớ sao người dõng sĩ ngã giữa cơn trận, nhưng sao Jonathan thác trên gò nổng các ngươi? Hỡi Jonathan anh tôi, lòng tôi quặn thắt vì anh. Anh làm cho tôi khoái dạ, nghĩa bầu bạn của anh lấy làm quý hơn tình thương người nữ. Cớ sao những anh hùng bị ngã xuống, nhân sao các binh khí họ bị bẻ gãy. Chương 2. Sau điều đó, David cầu vấn Đức Giê-hô-va như vậy:
tôi có nên đi lên trong một thành nào của xứ Giu-đa chăng? Đức Giê-hô-va đáp cùng người rằng, hãy đi lên. David tiếp, tôi phải lên trong thành nào? Đức Giê-hô-va đáp, Hebron. David đi đến đó, đem theo hai người vợ là Ahinoam ở Gít-rê-ên và Abigail, nguyên là vợ của Na-banh ở Cạc-mên. David cũng đem các người ở cùng mình đi lên, mỗi người với gia quyến mình mà ở trong các thành của địa phận Hebron. Những người Giu-đa đi đến đó và sức dầu cho David làm vua nhà Giu-đa. Người ta đến nói cho David rằng dân ở Gia-be đã chôn Sao-lơ. David bèn sai sứ đến cùng dân sự Gia-be trong Ga-la-át mà nói rằng, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho các ngươi, vì các ngươi đã có lòng nhân từ đối cùng Sao-lơ, chúa các ngươi mà chôn người. Nguyện Đức Giê-hô-va lấy nhân từ và thành thực mà đối lại cùng các ngươi. Còn ta cũng sẽ làm điều thiện cho các ngươi, bởi vì các ngươi đã làm như vậy. Nguyện cho tay các ngươi được mạnh, khá tỏ mình ra người hào kiệt, vì Sao-lơ, chúa các ngươi đã thác, và nhà Giu-đa đã sức dầu cho ta làm vua của họ. Bây giờ Áp-ne, quan tổng binh của Sao-lơ, bắt Ít-bô-sết, con trai của Sao-lơ, mà đưa qua Ma-ha-na-im, lập người làm vua Ga-la-át, A-su-rít, Gít-rê-ên, Ê-phra-im, Bên-gia-min và cả Israel. Khi Ít-bô-sết, con trai của Sao-lơ khởi cai trị Israel thì đã được 40 tuổi và người cai trị 2 năm. Chỉ có nhà Giu-đa theo David mà thôi. Thì giờ David ở Hebron cai trị trên nhà Giu-đa là 7 năm 6 tháng. Và Áp-ne, con trai của Ne-rơ và các tôi tớ của Ít-bô-sết, con trai của Sao-lơ ở Ma-ha-na-im kéo ra đặng đi đến Ga-ba-ôn. Yo-áp, con trai của Seruya và các tôi tớ của David cũng kéo ra. Hai bên gặp nhau tại lối hồ Ga-ba-ôn, rồi bọn này ngồi ở bên này hồ và bọn khác ngồi ở bên kia. Bây giờ, Áp-ne nói cùng Yo-áp rằng, những kẻ trai trẻ này hãy trỗi dậy và trững giỡn tại trước mặt chúng ta. Yo-áp nói, chúng nó khá trỗi dậy. Vậy, chúng nó trỗi dậy, đi tới số bằng nhau, 12 người Benjamin vì Ít-bô-sết con trai Sao-lơ và 12 người trong các tôi tớ của David. Mỗi người bèn nắm đầu kẻ cừu địch mình, đâm gươm vào hông và thảy đều ngã chết cùng nhau. Chỗ đó bèn gọi là Đồng Gươm ở trong Ga-ba-ôn. Trong ngày đó, có một chiến đấu rất dữ. Áp-ne và những người Israel đều bị các tôi tớ của David đánh bại. Ở đó có ba con trai của Seruya là Yoab, Abishai và Asahel. Và Asahel chạy lẹ làng như một con hoàng dương rừng. Người đuổi theo Áp-ne không xây qua khỏi người, hoặc về bên hữu hay là về bên tả. Vậy Áp-ne ngó lại sau và hỏi rằng, có phải ngươi là Asahel chăng? Người đáp, phải, ấy là ta. Áp-ne nói cùng người rằng, hãy đi qua phía hữu hay là phía tả, xông vào một người trong bọn trai trẻ và lấy khí giới nó đi. Nhưng Asahel không muốn xây khỏi người. Áp-ne lại nói cùng Asahel rằng, hãy xây khỏi ta, cớ sao buộc ta phải đánh giết ngươi nằm sải xuống đất? Ví bằng giết ngươi, ta dễ nào còn dám ngó mặt Yoab là anh ngươi. Bởi người không khứng lánh đi, Áp-ne bèn lấy cán giáo mình đâm người nơi bụng thấu đến sau lưng. Asahel té xuống và chết tại chỗ. Hết thảy người nào đến chỗ Asahel ngã xuống chết đều dừng lại tại đó. Yoab và Abishai đuổi theo Áp-ne. Khi hai người đến gò Ama đối ngang Gia về hướng đồng vắng Ga-ba-ôn thì mặt trời đã lặn. Dân Benjamin hiệp lại cùng Áp-ne làm thành một đạo và dừng lại trên chót một gò nổng. Áp-ne bèn la lớn cùng Yoab rằng, vậy lưỡi gươm chưa thôi hủy diệt sao? Ngươi há chẳng biết cuối cùng sẽ là khổ sao? Ngươi không truyền lệnh cho dân sự thôi đuổi theo anh em mình cho đến chừng nào? Yoab đáp rằng, ta chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề rằng, nếu ông chẳng có nói chi thì dân sự không thôi đuổi theo anh em mình trước khi sáng mai.
Gioáp truyền thổi kèn, hết thảy dân sự đều dừng lại, thôi đuổi theo dân Israel và không chiến đấu nữa. Abner và các kẻ theo người trọn đêm đó đi ngang qua đồng bằng, sang sông Giô-đanh, trải khắp Bít-rôn, rồi đến Mahanaim. Gioáp cũng thôi đuổi theo Abner trở về, hiệp hết thảy dân sự. Trong các đầy tớ của David thì thiếu 19 người và Asa-en. Các tôi tớ của David có đánh chết 360 người trong dân Benjamin và thủ hạ của Abner. Chúng đem Asa-en chôn trong mộ của cha người tại Bethlehem. Đoạn Gioáp và các thủ hạ người đi trọn đêm, rạng đông đến Hebron. Chương 3. Nhà David và nhà Saul giao chiến nhau lâu ngày, nhưng David càng ngày càng mạnh, còn nhà Saul càng ngày càng yếu. Trong khi ở tại Hebron, David sinh nhiều con trai. Con trưởng nam là Amnon do Ahinoam ở Gitreen. Con thứ nhì là Kileab do Abigail trước làm vợ của Nabal ở Carmel. Con thứ ba là Absalom, mẹ người là Maaka, con gái của Thanh Mai, vua Geshur. Con thứ tư là Adonijah, con trai của Hagit. Con thứ năm là Shephatia, con trai của Abitan. Và con thứ sáu là Yitream, do Ecla là vợ David. Đó là những con trai đã sinh cho David trong khi người ở tại Hebron. Trọn trong lúc nhà Saul và nhà David tranh chiến nhau thì Abner binh vị nhà Saul. Và Saul có một vợ lẽ tên là Ritba, con gái của Aya. Ít-bô-sết nói cùng Abner rằng: "Cớ sao ngươi đến cùng vợ lẽ của cha ta?" Abner lấy làm giận lắm về các lời của Ít-bô-sết mà nói rằng: "Tôi há là đầu chó mà hầu việc Giu-đa sao? Hiện nay tôi hết lòng phú mình cho nhà của Saul, cha vua, cho các anh em bằng hữu vua, không để cho vua phải sa vào tay của David, mà ngày nay vua lại trách tôi về lỗi phạm với người nữ này. Nguyện Đức Chúa Trời phạt tôi cách nặng nề, nếu tôi chẳng vì David làm thành mọi điều Đức Giê-hô-va đã hứa cùng người, tức là dời nước khỏi nhà Saul qua nhà David và lập ngôi David trên Israel và trên Giu-đa từ Đan cho đến Be-e-sê-ba." Ít-bô-sết không dám đáp một lời nào cùng Abner bởi vì sợ người. Abner sai sứ đến David đặng thay mình nói rằng: "Sứ sẽ thuộc về ai? Hãy lập giao ước với tôi, tay tôi sẽ giúp ông đặng hiệp lại cả Israel cho ông." David đáp: "Phải lắm, ta sẽ lập giao ước với ngươi. Ta chỉ xin ngươi một điều, là khi ngươi đến thăm ta, chớ đến ra mắt ta trước khi chưa dẫn Mi-canh, con gái của Saul đến." David bèn sai sứ giả đến Ít-bô-sết, con trai của Saul, mà nói rằng: "Hãy trả lại Mi-canh vợ ta, mà ta đã cưới bằng sính lễ 100 dương bì Philistin." Ít-bô-sết bèn sai người bắt nàng nơi nhà chồng nàng là Pha-ti-ên, con trai của La-ít. Chồng nàng vừa đưa đi vừa khóc theo đến Ba-hu-rim. Đoạn Abner nói với người rằng: "Hãy đi trở về nhà ngươi." Rồi Pha-ti-ên trở về. Abner nói cùng các trưởng lão Israel rằng: "Đã lâu nay các ông ao ước được David làm vua. Vậy bây giờ hãy làm đi, vì Đức Giê-hô-va có phán cùng David rằng: ấy bởi David tôi tớ ta mà ta sẽ giải cứu dân Israel ta khỏi tay dân Philistin và khỏi tay mọi kẻ thù nghịch họ." Abner cũng nói như lời ấy cùng dân Benjamin. Đoạn người đi đến Hebron để tỏ cho David biết sự nghị định của Israel và của cả nhà Benjamin. Vậy Abner đi đến David tại Hebron, đem theo 20 người. Rồi David bày một tiệc đãi Abner cùng những kẻ đi theo người. Abner bèn nói cùng David rằng: "Tôi sẽ đi hội hiệp lại cả dân Israel đến cùng vua là Chúa tôi, hầu cho chúng lập giao ước với Chúa, và Chúa sẽ làm vua cho cả Israel, y như lòng Chúa ước ao." Vậy David cho Abner về và người đi bình yên. Và đầy tớ của David đi cùng Gioáp đánh quân thù nghịch trở về
có đem nhiều của giặc. Abne chẳng còn ở cùng David tại Hebron, vì David đã cho người về và người đi bình an. Vậy Joab cùng cả đạo binh trở về, người có đem tin cho người hay rằng Abne con trai Ner đã đến cùng vua, vua để cho người về và người đi bình yên. Joab bèn đến cùng vua mà hỏi rằng: vua có làm điều chi? Kìa, Abne đã đến nhà vua, cớ sao đã cho người đi về như vậy? Vua biết Abne con trai của Ner chứ? Người đến chỉ để gạt vua, để rình các đường đi ra đi vào của vua và đặng biết mọi điều vua làm. Đoạn Joab lui khỏi David, sai những sứ giả theo Abne nối gót mà điệu người từ hồ chứa nước Sira về mà không cho David hay. Khi Abne trở về Hebron, Joab đem người riêng ra trong cửa thành, dường muốn nói việc kín cùng người. Ở đó bèn đâm người trong bụng và giết đi, đặng báo thù huyết cho Asahel em của Joab. David liền hay bèn nói rằng: ta và nước ta vô tội đời đời trước mặt Đức Giê-hô-va về huyết của Abne con trai Ner. Nguyện huyết ấy đổ lại trên đầu Joab và trên cả nhà cha người. Nguyện nhà Joab chẳng thiếu người bị bệnh bạch trược, bệnh phung, kẻ bại sụi, kẻ bị gươm ngã chết, kẻ thiếu bánh ăn. Joab và Abishai em người giết Abne là như vậy, bởi vì Abne đã giết Asahel em của hai người sau khi chiến trận tại Gabaon. David nói cùng Joab và cả dân sự theo người rằng: hãy xé áo các ngươi, thắt bao nơi lưng và than khóc Abne. Rồi David đi theo sau linh cữu. Khi chúng đã chôn Abne tại Hebron rồi, vua cất tiếng lên khóc tại mồ Abne. Cả dân sự cũng khóc. Vua làm một bài điếu Abne rằng: Abne há đáng chết như kẻ ngu dại chết sao? Tay ngươi chẳng bị trói, chân ngươi cũng chẳng mang xiềng. Ngươi ngã chết khác nào người ta ngã trước mặt kẻ sát nhân. Nghe lời này, cả dân sự đều khóc. Đoạn, hết thảy đến gần xin người ăn ít miếng bánh trước khi hết ngày. Nhưng David thề rằng: nếu trước khi mặt trời lặn, ta ăn một miếng bánh hay là vật chi khác, nguyện Đức Giê-hô-va phạt ta cách nặng nề. Dân sự đều để ý vào đó và lấy làm tốt lành. Chẳng có điều gì vua làm mà chúng không lấy làm tốt lành. Như vậy, trong ngày đó, dân Israel nhìn biết rằng vua chẳng can gì đến tội giết Abne con trai của Ner. Vua nói cùng các đầy tớ mình rằng: một quan trưởng, một đại nhân trong Israel đã thác ngày nay, các ngươi há chẳng biết sao? Về phần ta, ngày nay hãy còn yếu, dẫu rằng ta đã chịu sức dầu lập làm vua, và những kẻ kia là các con trai của Seruya là cường bạo cho ta quá. Nguyện Đức Giê-hô-va báo kẻ làm ác này tùy sự ác của nó. Thi Thiên 99. Đức Giê-hô-va cai trị, các dân hãy run sợ. Ngài ngự trên các cherubim, trái đất khá rúng động. Tại Si-ôn Đức Giê-hô-va lớn thay, Ngài cao hơn hết thảy các dân. Nguyện chúng ngợi khen danh rất lớn đáng sợ của Chúa, Ngài là thánh. Vua có quyền năng, cũng yêu mến sự công bình. Ngài lập vững bền sự ngay thẳng, thi hành sự đoán xét và sự công bình trong gia cốp. Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi và thờ lại trước bệ chân Ngài. Ngài là thánh. Trong vòng các thầy tế lễ Ngài có Môi-se và A-rôn. Trong vòng các người cầu khẩn danh Ngài có Sa-mô-ên. Họ đã kêu cầu Đức Giê-hô-va và Ngài đáp lại cho. Ngài ở trong trụ mây phán với họ. Họ giữ các chứng cớ Ngài và luật lệ mà Ngài ban cho. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, Chúa đã đáp lời cho họ. Chúa là Đức Chúa Trời đã tha thứ cho họ, dẫu Chúa báo trả công việc của họ. Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi và thờ lại trên núi thánh Ngài. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là thánh. Chương 3. Vua Nebuchadnezzar làm một pho tượng bằng vàng cao 60 cu đê và ngang 6 cu đê để đứng trong đồng bằng Dura thuộc tỉnh Babylon. Đoạn, vua Nebuchadnezzar
sai nhóm các quan trấn thủ, lãnh binh, các công tước, các quan đề hình, thủ kho, các nghị viên, quản đốc và các quan làm đầu các tỉnh để dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng lên. Vậy, các quan trấn thủ, lãnh binh, các công tước, các quan đề hình, thủ kho, các nghị viên, quản đốc và hết thảy những người làm đầu các tỉnh đều nhóm lại để dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng lên, và họ đứng trước pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Bây giờ sứ giả rao lớn tiếng lên rằng: các dân, các nước, các thứ tiếng, đây này, lệnh truyền cho các ngươi. Khi nào các ngươi nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí, thì khá sấp mình xuống để thờ lại tượng vàng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Kẻ nào không sấp mình xuống và không thờ lại, tức thì sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. Vậy nên, khi các dân nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển và các thứ nhạc khí, thì các dân, các nước, các thứ tiếng, thảy đều sấp mình xuống và thờ lại pho tượng vàng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Khi ấy, có mấy người canh đê đến gần để tố cáo những người Giuđa. Vậy họ cất tiếng và tâu cùng vua Nebuchadnezzar rằng: hỡi vua, nguyền vua sống đời đời. Hỡi vua, chính vua đã ra lệnh, hễ người nào nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí thì phải sấp mình xuống để thờ lại tượng vàng. Và kẻ nào không sấp mình xuống để thờ lại tượng đó sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. Vả, ở đây có mấy người Giuđa kia mà vua đã lập lên cai trị tỉnh Babylon, tức là Sadrach, Meshach và Abednego. Hỡi vua, những người ấy không kiêng nể vua một chút nào. Họ chẳng thờ các thần của vua và chẳng lại tượng vàng vua đã dựng. Bây giờ vua Nebuchadnezzar tức mình nổi giận, truyền điệu Sadrach, Meshach và Abednego đến, thì những người đó bị điệu đến trước mặt vua. Vua Nebuchadnezzar cất tiếng nói cùng họ rằng: hỡi Sadrach, Meshach, Abednego, có phải các ngươi cố ý không thờ thần ta và không lại tượng vàng mà ta đã dựng lên chăng? Vậy bây giờ, khi các ngươi nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí, mà các ngươi sẵn sàng sấp mình xuống đất để quỳ lại pho tượng mà ta đã làm nên, thì được. Nhưng nếu các ngươi không quỳ lại, thì chính giờ đó các ngươi sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. Rồi thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta? Sadrach, Meshach và Abednego tâu lại cùng vua rằng: hỡi Nebuchadnezzar, về sự này không cần chi chúng tôi tâu lại cho vua. Này hỡi vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng. Bây giờ vua Nebuchadnezzar cả giận, biến sắc mặt nghịch cùng Sadrach, Meshach và Abednego và cất tiếng truyền đốt lò lửa nóng gấp 7 lần hơn lúc bình thường đã đốt. Vua sai mấy người mạnh bạo kia trong đạo binh mình trói Sadrach, Meshach và Abednego mà quăng vào lò lửa hực. Tức thì các người ấy bị trói luôn với quần trong, áo dài, áo ngắn và các áo sống khác, rồi người ta quăng họ vào giữa lò lửa hực. Nhưng vì mạng vua truyền kiếp lắm, mà lò lửa thì đốt nóng lạ thường, nên những người quan Sadrach, Meshach và Abednego bị ngọn lửa cháy hết. Còn ba người, Sadrach, Meshach, Abednego, vẫn bị trói mà rơi vào giữa lò lửa hực. Bây giờ vua Nebuchadnezzar lấy làm lạ, vội vàng đứng dậy, cất tiếng nói cùng các nghị viên rằng: những kẻ bị ta trói mà quăng vào giữa lửa có phải là ba người không? Họ tâu cùng vua rằng: tâu vua, phải. Vua lại nói: này, ta thấy bốn người không có bị trói, bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương, và hình dung của người thứ tư giống như một con trai của các thần. Đoạn vua Nebuchadnezzar đến gần cửa lò lửa hực, cất tiếng nói rằng: hỡi Sadrach,
Mê-sát và Abednego là tôi tớ của Đức Chúa Trời rất cao. Hãy ra và lại đây. Sa-đơ-rác, Mê-sát và Abednego bèn từ giữa đám lửa mà ra. Các quan trấn thủ, lãnh binh, các người cai trị và các nghị viên của vua đều nhóm lại. Thấy lửa không có quyền làm hại thân thể ba người ấy được. Cũng chẳng có một sợi tóc nào trên đầu họ bị xém. Áo sống họ chẳng bị suy sức chút nào, và mùi lửa cũng chẳng qua trên họ. Vua Nebuchadnezzar lại cất tiếng nói rằng: Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rác, Mê-sát và Abednego. Ngài đã sai thiên sứ Ngài và giải cứu các tôi tớ Ngài nhờ cậy Ngài. Họ đã trái mạng vua và liều bỏ thân thể mình, hầu để không hầu việc và không thờ phượng thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời mình. Cho nên ta ban chiếu chỉ này: bất kỳ dân nào, nước nào, thứ tiếng nào, hễ có người nói xấu đến Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rác, Mê-sát và Abednego thì sẽ bị phân thây. Nhà nó sẽ phải thành ra đống phân, vì không có thần nào khác có thể giải cứu được thể này. Vua bèn thăng chức cho Sa-đơ-rác, Mê-sát và Abednego trong tỉnh Babylon. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.